bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Các cuộc không kích kinh hoàng của Israel vào các mục tiêu của Hezbollah ngày 23 tháng 9 đã khiến ít nhất 274 người thiệt mạng, trong đó có 21 trẻ em, khiến đây trở thành ngày chết chóc nhất ở Liban trong gần một năm xung đột với Hezbollah. Sau gần một năm giao chiến chống lại Hamas ở Gaza, ở biên giới phía Nam, Israel đang chuyển trọng tâm sang biên giới phía Bắc, nơi Hezbollah đã bắn rocket vào Israel để ủng hộ đồng minh Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết trong một video được văn phòng ông công bố rằng các hành động sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa cư dân phía Bắc trở về nhà một cách an toàn, định hình cho một cuộc xung đột dài hạn khi Hezbollah đã cam kết chiến đấu cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông Gallant nhận định, đây là những ngày mà công chúng Israel sẽ phải thể hiện sự kiềm chế. Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào Hezbollah ở phía nam Liban, thung lũng Bekaa phía đông và khu vực phía bắc gần Syria trong các cuộc không kích rộng rãi nhất trong gần một năm qua. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 274 người đã thiệt mạng, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, cùng hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào sáng sớm ngày 23 tháng 9. Người phát ngôn quân đội Israel Esri cho biết trên mạng xã hội X rằng đã có hơn 300 mục tiêu của Hezbollah bị tấn công cho đến nay, sau khi cảnh báo trước rằng các cuộc không kích sắp diễn ra vào các ngôi nhà ở Liban, nơi mà họ cáo buộc Hezbollah đang giấu vũ khí. Hãng tin Reuters không thể xác định độc lập cáo buộc của Israel rằng Hezbollah đã lưu trữ vũ khí trong các ngôi nhà và làng mạc. Đáp lại, Hezbollah cho biết đã phóng rocket vào các căn cứ quân sự của Israel. Một đợt tấn công khác được dự đoán sẽ diễn ra. Máy bay Israel đang chuẩn bị tấn công các vũ khí chiến lược của Hezbollah được giấu trong các ngôi nhà ở thung lũng Bekaa ở Liban. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết kêu gọi dân thường sơ tán ngay lập tức. Các cuộc không kích đã gia tăng áp lực lên Hezbollah. Trước đó, nhóm này đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mà gương mặt quyền lực hàng đầu Liban Hassan Nasrallah gọi là chưa từng có trong lịch sử của nhóm, sau khi hàng ngàn máy bộ đàm và máy nhắn tin của các thành viên nổ tung. Cuộc tấn công này được cho là do Israel thực hiện. Tuy nhiên, Israel chưa xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm. Theo Bộ Y tế Liban, một đòn giáng mạnh nữa là cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 20 tháng 9 đã nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah, cướp đi sinh mạng của 45 người. Hezbollah cho biết 16 thành viên của nhóm này trong số những người thiệt mạng bao gồm lãnh đạo cấp cao Ibrahim Aqil, phụ trách lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah và một chỉ huy khác là Ahmed Wabi. Cuộc chiến đã đẩy lên do lo ngại rằng Mỹ, đồng minh thân cận của Israel và Iran sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã lên án các cuộc không kích của Israel. Ông nói sẽ có những hậu quả nguy hiểm cho cuộc phiêu lưu mới của Israel. Imad Khalidi, người đứng đầu công ty viễn thông Liban Okero, cho biết vào thứ Hai rằng hơn 80.000 cuộc gọi tự động yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực của họ đã được phát hiện trên mạng. Không phải tất cả đều được trả lời. Bộ trưởng Nội vụ Liban Bassan al-Malawi đã mở cửa các trường học ở Beirut, thành phố phía bắc Tripoli và miền nam làm nơi trú ẩn giữa cuộc di cư nặng nề của công dân. Vốn đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, Liban khó lòng chịu đựng một cuộc chiến khác như cuộc chiến bùng nổ vào năm 2006, khi Israel tấn công nước này trong một cuộc xung đột kéo dài một tháng với Hezbollah, gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng. Khi được hỏi liệu Hezbollah có thể bị đánh bại bằng không kích hay liệu các chiến dịch trên bộ cũng sẽ cần thiết, Đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn quân đội Israel nói, chúng tôi có một kế hoạch đầy đủ. Hôm nay, chúng tôi đang thực hiện một chiến dịch không kích quy mô lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo kế hoạch. Chúng tôi có một nhiệm vụ, đưa cư dân ở phía Bắc trở về an toàn. Thưa quý vị, 48 giờ qua đã chứng kiến cuộc đấu súng dữ dội nhất giữa Israel và Hezbollah trong gần một năm giao tranh trở lại đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực, kéo theo sự tham gia của nhiều hơn hai bên, bao gồm cả Mỹ và Iran. Trong ngày 21 tháng 9, Israel đã tiến hành gần 300 cuộc không kích nhắm vào Hezbollah nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước. Ngay lập tức, căn cứ không quân Ramat David nằm ở phía đông nam Haifa, Israel cũng hứng chịu đòn đáp trả từ hỏa lực của hàng chục tên lửa Fadi 1 và Fadi 2, những loại vũ khí mới mà Hezbollah chưa từng sử dụng trước đây. Các vụ nổ thiết bị liên lạc không dây tại Liban trước đó cũng khiến Hezbollah choáng váng. Theo thống kê, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ này kể từ ngày 17 tháng 9. Các nguồn tin an ninh Liban cho biết, những đòn tấn công liên tiếp trong tuần đang gieo rắc sự hoảng loạn bên trong nội bộ Hezbollah. Tại cuộc họp báo hôm 21 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bassam Malawi tuyên bố sẽ tăng cường giám sát người nước ngoài, khách sạn và trại tị nạn của người Syria nhằm đảm bảo an ninh cho Liban. Tại sao Israel lại nhắm tới Hezbollah? Trong khi có một số ý kiến cho rằng các cuộc tấn công của Israel xuất hiện một cách đầy bất ngờ,
các chuyên gia khác lại nhận định rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chuẩn tướng Israel đã nghỉ hưu Amir Avivi, người đứng đầu Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Israel nhận định, không ai sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy nếu không chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến rộng lớn hơn. Một nguồn tin chuyên về an ninh quân sự khác của Israel cũng cho biết, Tel Aviv nhận định rằng Hezbollah đã phát hiện ra sự thật ẩn giấu sau những chiếc máy nhắn tin và lựa chọn thời điểm này để thực hiện một vụ nổ lớn xé toạc Hezbollah từ bên trong. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng có thể muốn củng cố sự ủng hộ trong nước. Các quan chức Israel và cư dân sinh sống quanh khu vực phía Bắc đang mạnh mẽ yêu cầu được trở về nhà sau khi buộc phải sơ tán vì các cuộc xung đột quân sự, gây áp lực lớn lên chính phủ Tel Aviv. Chính phủ Israel đã điều động lực lượng chiến đấu hùng mạnh đến biên giới phía Bắc và nội các an ninh của nước này đã đặt ra mục tiêu chính thức, đó là đưa hàng chục nghìn cư dân Israel phải sơ tán do chiến tranh trở về nhà của họ ở miền Bắc Israel. Hồi tuần trước, ông Netanyahu một lần nữa khẳng định lại mục tiêu này, đồng thời tuyên bố sẽ khôi phục an ninh tại biên giới phía Bắc. Động thái trên của Israel diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh với Hamas tại Gaza đang trở nên đình trệ, khiến tương lai của cuộc chiến tại vùng lãnh thổ này ngày càng khó phán đoán. Nguy cơ xung đột lan rộng. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã liên tục xảy ra kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một ngày sau khi cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Tuyên bố sát cánh cùng Hamas ở mặt trận Gaza, Hezbollah hy vọng áp lực từ một mặt trận khác bên rìa biên giới Liban, Israel sẽ giúp Hamas có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao trả con tin càng trở nên ngoài tầm với. Cường độ xung đột giữa Israel và Hezbollah trong những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng khắp khu vực, thậm chí kéo theo cả Mỹ, đồng minh chính của Israel và Iran, quốc gia hậu thuẫn cho Hezbollah vào cuộc. Ngày 22 tháng 9, Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố phong trào này đang ở một chương mới trong cuộc chiến không có giới hạn. Quan chức này tuyên bố Israel sẽ không đạt được mục tiêu và sự ủng hộ của Liban dành cho Gaza sẽ không thay đổi cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự ở đây. Cuộc trả đũa của Hezbollah vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 được xem là đợt tấn công mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột với Israel tại biên giới Israel-Liban bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm này cho biết họ nhắm vào căn cứ không quân Ramat David ở đông nam Haifa và địa điểm công nghiệp quân sự Rafael ở phía bắc Haifa. Quân đội Israel không trả lời câu hỏi về địa điểm này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng các quan chức xác nhận có những vụ tấn công trực tiếp gần đó. Mặc dù thủ lĩnh Hezbollah từng tuyên bố không mong muốn một cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng các chuyên gia cho rằng áp lực từ hàng loạt vụ nổ thiết bị không dây và việc Israel quyết định chuyển trọng tâm quân sự đến biên giới phía Bắc có thể sẽ buộc ông thay đổi quyết định. Trong khi đó, Tổng thống Israel Herzog trả lời Sky News vào cuối tuần trước rằng Israel tuyên bố Hezbollah phải chịu mọi trách nhiệm về sự gia tăng quân sự giữa hai quốc gia. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hezbollah sẽ giương cờ trắng. Vài giờ trước cuộc không kích của Israel hôm 21 tháng 9, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã gọi các cuộc tấn công vào các thiết bị không dây là chưa từng có và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chiến tranh cũng như đấu quyền anh. Một ngày bạn thắng, một ngày khác bạn thua. Ngụ ý rằng Hezbollah sẽ tiếp tục đối đầu với Israel. Hồi tháng 8 vừa qua, Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau vụ ám sát hai lãnh đạo chính trị Israel là Ismail Haniyeh tại Tehran và chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut. Trong nhiều tháng, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Hezbollah nhằm ngăn hai bên tiến gần đến một cuộc xung đột tổng lực. Sau những đợt giao tranh dồn dập trong thời gian gần đây, nỗ lực này sẽ được tiếp nối trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo không quân nước này vừa tiến hành thêm đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở phía nam Liban, phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa và các tòa nhà của nhóm vũ trang đối địch. Đợt không kích được tiến hành sau khi Hezbollah mở thêm nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội vào một số khu dân cư phía bắc Israel, khiến ít nhất 3 người bị thương. Quân đội Israel đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm bào mòn và làm suy yếu năng lực quân sự của Hezbollah. Cùng với đó, lực lượng phòng vệ Israel ban hành hướng dẫn mới về ứng phó tình huống khẩn cấp tại thành phố Haifa và các địa phương phía Bắc. Theo đó, hủy toàn bộ hoạt động giáo dục, đồng thời giảm quy mô số người được phép tập trung ngoài trời xuống dưới 10 người, thay vì 30 người như hướng dẫn đêm ngày 21 tháng 9. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Israel yêu cầu toàn bộ các bệnh viện tại khu vực phía Bắc chỉ được hoạt động dưới các hầm ngầm. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã phóng hàng chục quả tên lửa tấn công hai cơ sở quân sự ở phía Bắc Israel, gồm một căn cứ không quân và một nhà máy sản xuất quốc phòng ở Haifa. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Hezbollah tiến hành tổng cộng 5 đợt tập kích với khoảng 100 quả tên lửa bắn về phía khu vực cao nguyên Golan, vùng thượng và hạ Galilee.
trong sáng ngày 22 tháng 9. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, nhóm vũ trang mang tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo Iraq tuyên bố đã triển khai một số máy bay không người lái tấn công Israel vào sáng ngày 22 tháng 9. Cuộc tấn công nhằm biểu thị tinh thần đoàn kết và hỗ trợ cuộc đấu tranh của người Palestine ở dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận, lưới phòng không nước này đã bắn hạ một số máy bay không người lái xâm nhập từ phía Iraq, song không công bố thêm chi tiết. Viết trên mạng xã hội X sáng ngày 22 tháng 9, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban, Ginny Hennis-Blatcher cảnh báo, khu vực Trung Đông đang bên bờ của một thảm họa nguy hiểm trong bối cảnh bạo lực gia tăng giữa Israel và Hezbollah. Quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nhấn mạnh rằng giải pháp quân sự không phải là câu trả lời cho cuộc khủng hoảng hiện nay và khiến cho tất cả các bên cùng tổn thất. Trong một diễn biến liên quan, Israel đã mở rộng hướng dẫn khẩn cấp sang phía nam nước này, yêu cầu người dân hạn chế các cuộc tụ tập đông người ngoài trời và những nơi công cộng trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với nhóm vũ trang Hezbollah. Thông báo hướng dẫn dân thường Israel được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang những ngày qua giữa nước này và lực lượng Hezbollah trong một loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm gây thương vong tại Liban. Trước nguy cơ một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông, chính phủ nhiều nước đã bắt đầu sơ tán công dân. Từ nhiều tháng nay, chính phủ Israel đã thực hiện hướng dẫn khẩn cấp đối với các cộng đồng ở phía Bắc. Tuy nhiên, trước nguy cơ ngày càng gia tăng căng thẳng về các cuộc trả đũa của Hezbollah, các quy định hiện hành đã được mở rộng sang phía Nam. Theo đó, các bãi biển sẽ bị đóng cửa, các cuộc tụ tập ngoài trời bị giới hạn ở mức 30 người và trong nhà là 300 người. Nơi làm việc và trường học có thể tiếp tục hoạt động nhưng phải có nơi trú ẩn. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã gia tăng dữ dội nhất kể từ khi cuộc xung đột tại dải Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái. Hezbollah cho biết, trong sáng sớm ngày 22 tháng 9, đã bắn một loạt tên lửa vào một căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Israel nhằm đáp trả cuộc không kích trước đó một ngày của Israel, khiến gần 100 người thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao của nhóm vũ trang. Đây là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất vào Beirut kể từ cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!